Kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy giới thiệu với đại chúng một cái bài kinh mà nói về cái thế giới quỷ thần. Và vì cái thế giới này nó tương tác ảnh hưởng đến loài người chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta gặp phải chuyện này thường xuyên hàng ngày vậy đó. Đó. Và tại sao ở trên đời có những người bị ma hành quỷ nhập, có những người thì lại không bị, cả đời không bao giờ bị, có những người thì bị, thế là sao? Thế thì Thầy xin trích giảng một cái bài kinh ở trong kinh Thế Ký thuộc Bộ Kinh Trường A Hàm với cái tựa đề là Người bị quỷ thần quấy nhiễu. Nhá, bây giờ Thầy xin mời đại chúng cùng vào nghe kinh. Đấy, trong bài kinh Thế Ký này, Đức Phật dạy thế này. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ búa cùng bãi tha ma đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương náu mà có tên. Như nếu nương vào người thì gọi là người, nương vào thôn thì gọi là thôn, nương vào thành thì gọi là thành, nương vào nước thì gọi là nước, nương vào đất thì gọi là đất, nương vào núi thì gọi là núi, nương vào sông thì gọi là sông. Đấy, bài kinh này đầu tiên Đức Phật đã khẳng định với tất cả chúng ta. Ngài nói với các tỳ kheo nhưng mà nói với tất cả chúng ta đấy. Này các tỳ kheo, tất cả chỗ ở, tất cả mọi cái đều có quỷ thần. Wow. Từ đến cái đường đi, ngã tư cho đến hàng thịt, chợ búa, bãi tha ma đều có quỷ thần hết. Thế và quỷ thần này họ nương vào đâu thì lấy chỗ đó đặt làm tên cho họ. Đấy. Wow. Ví dụ như họ nương vào núi, mình gọi là thần núi, là sơn thần. Nương vào sông gọi là hà thần, thần sông. Nương vào biển gọi là hải thần, thần biển. Nương vào cây gọi là mộc thần, thần cây. Wow. Đấy, nương vào thành, vào làng thì gọi là thành hoàng làng. Nương vào miếu gọi là thần miếu. Đại chúng thấy không? Cái nương vào đâu có thần đấy. Đó, tức là có rất nhiều thần. Thế trước hết thì Thầy xin giải thích để cho đại chúng tìm hiểu qua mấy cái cụm từ vào ma quỷ thần là thế nào. Wow. Trước hết là ma quỷ. Ma quỷ là một cái cụm từ mà chỉ một cái loại chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi của chúng ta. Trong lục đạo luân hồi, nó thuộc cảnh giới của ngã quỷ. Mình gọi là ngã quỷ đấy. Ở ngoài đời gọi là ma, là quỷ. Hoặc là nó chỉ cho cái thân trung ấm của người mới mất còn trong 49 ngày. Cũng gọi là ma. Chúng ta gọi là hồn ma. Người nào chết rồi trong 49 ngày mà hồn ma còn vất vưởng, đi ra mộ, đi về nhà, xem con, xem cháu, xem tài sản của mình có bị mất mát gì không, chui vào trong mộ xem xác mình nó thế nào, nó phân hủy hay chưa. Cái đấy cũng gọi là hồn ma hay gọi là ma. Thế sau khi hết cái thân trung ấm thì họ tái sinh vào loài ngã quỷ thì cũng gọi là quỷ, là ngã quỷ. Ngã quỷ tức là quỷ đói, mà thường ngã quỷ là đói. Tất nhiên cũng có loại ngã quỷ có phước báu, họ không bị đói nhiều, nhưng đa phần sinh vào ngã quỷ là đói. Thế thì cái chữ quỷ ở trong chữ Hán ấy, nó chỉ cho hồn người đã chết, hoặc nói đến những cái người có những việc làm xảo trá, âm hiểm, không sáng tỏ, danh ma, làm những cái điều xấu độc, người ta gọi là quỷ. Ví dụ như là quỷ quyệt. Cái bà này bà quỷ quyệt lắm, nghĩa là bà ghê gớm lắm. Hay là quỷ kế, tức là những cái kế nó rất là nham hiểm, rất là thâm sâu, gọi là quỷ kế. Đấy, thì cái chữ quỷ ở trong chữ Hán nó là thế, là những cái gì đấy nó rất là độc địa, nó rất là nham hiểm, nó rất là xảo trá, người ta gọi là quỷ. Nghịch, nó rất là tai quái, gọi là quỷ. Đấy, cho nên người ta so sánh học trò ấy, với quỷ ấy, nhất là quỷ nhì ma, thứ ba là học trò cũng sánh với lại quỷ ấy, với ma hết đấy. Nghịch lắm, nó danh mãnh, danh ma, người ta gọi thế. Đấy là chữ quỷ. Thế chữ ma, trong chữ Hán thì cái chữ ma nó là có cả, trong chữ ma nó gồm cả bộ ma và bộ quỷ ở trong đấy, thưa đại chúng. Trong chữ ma nó lại có cả ma và quỷ.
Thế và cái danh từ này là nó chỉ cho những cái người ác, người ác hại, có thể giết chết người khác hoặc làm say mê hoặc làm mê hoặc người khác, làm cản trở chướng ngại cái việc thiện của người. Wow. Đấy, cái đó được gọi là cái nghĩa của cái chữ ma đấy. Cho nên Thầy mới nói ví dụ như là chúng ta dùng từ ma túy. Thật ra túy, rượu nó có phải là ma đâu, nhưng mà rượu nó làm cho con người ta mê say, cho nên gọi là ma túy. Wow. À, thuốc phiện ấy. Wow. Hay rượu thì gọi là ma men. Rượu là ma men, thuốc phiện là ma túy. Đấy, cứ cái gì mà làm cho người ta say mê thì người ta gắn cho nó cái chữ ma vào đấy. Ma là những cái làm cho say mê lòng người, làm cho con người ta đắm chìm ở trong đó. Đó, gọi là ma. Thế hay là những cái việc mà ví dụ ma thuật chẳng hạn, đấy, tức là những cái thủ thuật mà làm cho người ta nó che mắt người ta hết. Và ma thuật khiến cho người ta không nhận ra được cái sự thật nữa. Đó, nhé. Thế thì thưa đại chúng, đấy là nghĩa của hai cái chữ quỷ và chữ ma, để chúng ta hiểu được cái nghĩa của nó. Thế còn trong Đạo Phật chúng ta thì có nói đến ma quỷ, nó có đến bốn cái loại, bốn loại ma gọi là ma. Cái thứ nhất ý, gọi là phiền não ma. Phiền não ma tức là những cái phiền não ở trong tâm chúng ta, và nó cản trở cái việc rèn luyện tu tập của chúng ta, cản trở các cái thiện pháp của chúng ta. Khi mà tâm phiền não lên rồi là bỏ tu, chán tu, sợ tu, không muốn tu nữa, và không thích nghe pháp nữa, không muốn rèn luyện gì nữa. Đấy là ma phiền não. Đại chúng hiểu không? Cái buồn, cái chán, dầu dĩ, nhụt chí, tất cả đấy đều thuộc về ma hết đấy, gọi là ma phiền não. Đấy là cái loài ma thứ nhất mà trong Phật giáo chúng ta người ta gọi. Cái loài ma thứ hai gọi là ma ngũ ấm. Ngũ ấm ma tức là cái thân ngũ ấm của chúng ta, cái thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, mỗi một cái nó đều che mờ ánh sáng trí tuệ của chúng ta. Đấy, đại chúng thấy chúng ta có cái sắc thân này, cái thân sắc thịt này, nó khiến cho chúng ta thấy bằng con mắt thịt này thôi, không thấy được xa hơn 10 km. Không? Đó, thế còn nếu mà thoát được cái thân này thì cái thấy của chúng ta nó rất là xa. Cho nên trung ấm thân, cái thấy của nó rất là xa, nó không có mang cái thân vật chất này nữa, cái thân sắc chất này nữa. Chính cái thân sắc chất này, vật chất này nó làm mờ cái thấy biết chúng ta đi. Đấy nó cũng là ma. Không? Cái ấm thứ hai là cái thọ ấm, nó cũng làm mờ trí tuệ chúng ta. Chúng ta bị các cái cảm thọ nó làm cho chúng ta mờ mịt trí tuệ. Khi chúng ta mà mắc vào những cái cảm thọ khoái lạc là tâm trí chúng ta mờ tối luôn, mờ mịt, không còn phân biệt được nữa, và đắm chìm luôn. Đó. Hay là mắc vào những cái cảm thọ khổ thọ kịch liệt, lập tức chúng ta cũng mờ hết trí tuệ. Đau quá, đại chúng thấy đau quá, không còn nghĩ gì được nữa, không nghĩ tới ai nữa, chỉ nghĩ cái đau thôi, có đúng không? Đấy. Sướng quá cũng chỉ nghĩ tới cái sướng mà quên hết, không còn nhớ đến ai nữa, mê mẩn hết rồi. Mà đau quá, khổ quá cũng mê luôn. Đau là đau, quên hết trời đất luôn, nó chỉ còn nhớ cái đau thôi. Đấy là thọ ấm nó làm che mờ trí tuệ, không sáng suốt được nữa. Đó. Thế rồi tưởng ấm cũng thế. Và tưởng ấm là tất cả cái vọng tưởng suy nghĩ của chúng ta này, nào, nó làm cho chúng ta rối loạn tâm trí, điên đảo, cũng thế, che mờ trí tuệ. Hành ấm và thức ấm cũng vậy, thưa đại chúng. Năm cái ấm này nó giống như là năm cái lớp, gọi là năm cái lớp bụi nó bám vào cái bóng đèn của chúng ta, làm cho ánh sáng của một ngọn đèn không thể chiếu ra ngoài được, không thể tỏa ra được. Cho nên gọi là ngũ ấm ma. Năm cái này gọi là ngũ ấm ma, nó bịt bùng, nó che đậy chúng ta, làm cho chúng ta không sáng tỏ ra được sự thật, không thấy được chân lý. Đấy gọi là ma đấy. Thế rồi đến ma gì nữa? Đấy là ma chết, gọi là tử ma, tức là thần chết đấy. Nói là ông thần chết, thực ra thì nó không phải có một ông thần chết, nhưng mà nó là luật vô thường. Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, sẽ có đến ngày phải chấm dứt mạng sống này. Đấy, cái đấy thì cái sự chấm dứt mạng sống đấy chúng ta gọi là tử ma. Không ai có thể kéo dài được nó. Mà đến khi tử ma đến là không ai kéo dài được. Đấy, trong một số các sách vở thế gian thì họ thường nói là có ông Diêm Vương, ông lên, ông bắt hồn đi. Nhưng thực chất nó chính là mình gọi là vô thường, ma vô thường, quỷ vô thường. Đến thời, đến hạn là chúng ta phải đi. Đó. Thế tiếp theo, cái ma thứ tư gọi là thiên ma.
cái loài thiên ma này á, là một loài ma nó sống ở trên cõi trời tha hóa tự tại, à, cõi trời trên cùng của cõi dục giới này. Cái loài thiên ma này nó sống chung với chư thiên ở trên đó, và loài này thường khuấy phá những người tu hành. Những ai tu hành mà có đạo lực một chút và có công đức một chút rất là dễ bị cái loài ma này nó đến khuấy phá, nghe không? À, nó sẽ đến khuấy phá, nó khuấy phá nhiều cái lắm thưa đại chúng. Nhiều khi nó rất chiều mình, nghe không? Mình muốn gì nó cho cái đấy, và thế là chết thưa đại chúng mà. Chứ không phải không đâu, đừng tưởng ma nó chỉ đến là nó không cho mình đâu, mà nó chiều mình đấy. Thưa đại chúng, cái chiều mình mà mình muốn gì được đấy, nó mới là cái chết ấy, mới là cái nguy hiểm mà không rút ra được ấy, thưa đại chúng. Nha. Đấy, thì ma này nó nhiều thủ thuật lắm, cái vị thiên ma này nó nhiều trò ghê lắm thưa đại chúng, nó quấy phá. Chính Đức Phật của chúng ta, Thái tử Tất Đạt Đa, khi ngồi thiền đến cái đêm 49 thì thiên ma này nó cũng xuống nó quấy ngài. Nó biến hiện ra đủ các hình thức để nó quấy ngài. À, các cái cảnh dục lạc trần gian nó hiện ra, nó khêu gợi ngài. Đấy, và ngài đã dùng trí tuệ, cái kim cương trí tuệ để ngài phá được cái thiên ma này. Dùng định lực ngài phá được cái thiên ma này. Thế thì ở đây thầy nói là đấy, đối với Phật giáo chúng ta thì có đến 4 cái loài ma, loài quỷ này cơ, chứ không phải là đơn giản, đúng không? Đấy là thầy nói về đến ma và quỷ, nghe không? Thế còn bây giờ nói đến thần là gì? Thần là chỉ cho những cái vị có cái oai lực lớn, có các cái phép thần thông biến hóa tài giỏi, linh thiêng kỳ diệu, phi phàm, thì chúng ta gọi là thần. Đã gọi là thần thì phải có phép, không thể là ông thần thì không có phép thần thông, nghe không? Thế cho nên ngày xưa cứ ai có gì linh thiêng người ta gọi là thần. Đó, thần là phải có phép thần thông, có oai lực, đó, đó thì mới gọi là thần. Có những cái sự phi phàm khác với người thường mới gọi là thần. Wow. Thế và có những cái người khi mà sống ở kiếp người đấy, họ làm được những cái công đức lớn, làm được những cái việc phúc lớn, giúp dân giúp nước. Wow. À, thì khi chết ấy, họ cũng có thể tái sinh làm những vị thần, nghe không? Làm những vị thần, ví dụ như vị thần thành hoàng của làng, hay những vị anh hùng có công với đất nước, anh hùng liệt lữ có công đất nước khi chết cũng có thể tái sinh làm những vị thần này. Thế rồi cũng có những người khi làm kiếp người họ có làm được những việc công đức phước thiện nhưng mà còn chưa được viên mãn, họ còn chấp trước, họ còn sân hận, ganh ghét, kiêu mạn, thì khi chết họ cũng có thể tái sinh làm thần do cái công đức ấy, nhưng mà cũng do những cái tâm bất thiện ấy cho nên họ tái sinh làm thần. Hoặc là cũng có những cái người khi ở cõi người tuy là có làm ác nhưng sau khi chết lại được thân quyến hồi hướng phước báo cho, thì đủ cái phước báo mà được sinh làm thần. Trước đây thầy đã giảng cái bài kinh về ngã quỷ Nandaka đấy. Thì cái vị này trước đó là một vị quan cũng không tốt. Sau khi chết thì vị này đáng lẽ đọa làm ngã quỷ, thế nhưng mà nhờ cô con gái ở trên dương gian, cô lại gặp được một vị tỳ kheo là thánh tăng. Cô phát tâm cúng dường nước đến cho vị tỳ kheo thánh tăng này. Thế và cô xin hồi hướng công đức cúng dường ấy cho bố của cô ấy là cái ông quan mà chết rồi đấy. Thế thì do cái phước báu cô cúng dường hồi hướng cho nên cái vong hồn của cái ông quan này chết lại được tái sinh là một vị thần gá vào một cái cây rất lớn ở trong rừng. Và cái vị thần này có cái năng lực là có thể biến ra đồ ăn thức uống được. Đó, thì cái này là bài trong bài kinh Ngã Quỷ Nandaka thầy đã giảng rồi. Thì như vậy vị cũng làm thần, nghe không? Đó, thế rồi chúng ta thấy là có những cái vị thần ấy thì họ sống cộng trú với chư thiên, mà như là các vị thần gọi là thần Atula. Thì các vị Atula này á thường xuyên là hay rất là xích mích với chư thiên, nhất là chư thiên cõi trời tứ thiên vương với cõi trời ba ba hay đấu tranh với nhau lắm, cái cõi thần Atula này. Tại vì cũng có lý do là ở cái cõi Atula này ấy, thì con gái của Atula rất là xinh đẹp, nhiều khi xinh đẹp hơn cả các tiên nữ thiên nữ, thế cho nên các vị nam thiên tử ở trên cõi trời này hay xuống đây tán tỉnh và cưới các cô gái của Atula, thấy không? Đấy, thì có câu chuyện là một vị vua trời đã xuống cưới một con gái của vua Atula. Thế nhưng sau đó rồi thì hiểu nhầm nhau về một số chuyện,
Thế là Atula đem quân lên đánh nhau với cõi trời. Mà đánh mà họ đánh đến nỗi mà nhiều khi các vị trời còn bị thua phải chạy. Thế rất là may là về sau thì cái vị trời này á, có một vị mới nhắc cho đọc cái bài kinh Phật lên. Bài kinh thầy nhớ là bài kinh Bát Nhã đấy. Đọc bài kinh Bát Nhã lên. Thế là lập tức là các vị Atula kia mất hết năng lực và liền chấp nhận chịu thua. Đấy, thì có cái câu chuyện đó. Cho nên là các cái vị thần Atula thì hay chiến đấu với chư thiên cõi trời lắm, thưa đại chúng. Hay chiến đấu với chư thiên cõi trời. Nó là một cái câu chuyện mà trong nhà Phật thì mới thấy rất là rõ cái chuyện này. Thế và còn có những vị thần thì họ cư ngụ ở ngay trên mặt đất của chúng ta này, thưa đại chúng. Họ ở trên núi, ở trên rừng, ở cây cối, sông hồ, ở bãi tha ma, ở thành phố, đường xá. Cho nên là từ đó mà nó xuất hiện đầy đủ các cái loại tên các vị thần. Sơn thần, thổ địa, long thần là những vị thần ở dưới biển đó. Rồi có vị long thần ở trong đất này cũng có. Đấy, thế rồi thần cây đa, thần cây đề, thần miếu, đại chúng thấy không? Thần đền, thần đình. Tức là cứ gá vào cái gì thì mình lấy cái đó gọi tên cho cái vị thần đó. Gọi thêm cái vị thần đó. Thế thì đại chúng mới thấy qua cái lời Phật dạy chỗ này để khẳng định rằng có thế giới của quỷ thần, nó là chắc chắn và nó không ở đâu xa lạ, ở ngay xung quanh chúng ta, ở ngay trong nơi nhà chúng ta, nơi cây cối của chúng ta, vườn tược chúng ta, ao hồ chúng ta, đường xá chúng ta, sông núi chúng ta, và ở biển của chúng ta đều có thần hết đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên nếu ai mà là đệ tử Phật mà phủ nhận rằng không có ma quỷ thì người đó chính là đang phỉ báng Đức Phật, xuyên tạc lời Đức Phật dạy, nói sai sự thật, thưa đại chúng. Nếu chúng ta là đệ tử Phật, không kể là tăng ni hay Phật tử, mà chúng ta lại phủ nhận là không có thế giới quỷ thần, ma quỷ, mà không có cái đấy, nó chỉ là tưởng tượng, cái đấy chỉ là dụ dọa người, thì cái đấy là một cái sự phỉ báng Đức Phật. Đây là kinh Nguyên Thủy đấy, Đức Phật dạy có thế giới đó. Và các vị quỷ thần họ nương gá ở khắp mọi các nơi. Mà mình giờ mình đi phủ nhận không có. Mà hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều những cái chuyện của thế giới quỷ thần này. Đó. Thế thì như vậy chúng ta thấy là đã là đệ tử Phật thì chúng ta phải đầy đủ lòng tin lời Đức Phật dạy. Chúng ta biết rõ và tin chắc có thế giới quỷ thần này. Còn nếu chúng ta phủ nhận, chúng ta chỉ căn cứ vào cái thấy biết của con mắt thịt của mình thôi để bảo là không có quỷ thần, vì tôi có nhìn thấy đâu. Thì như vậy gọi là cái nhận định rất là thiển cận và phiến diện. Thầy nói là đấy là nhận định một cách phiến diện. Phiến diện. Đại chúng đều biết đấy, năm cái giác quan của chúng ta. Chúng ta nhận thức cái thế giới này bằng năm cái giác quan. Thì năm cái giác quan này chưa thể tuyệt đối tin tưởng nó được, thưa đại chúng. Nó nhiều khi rất là hạn chế. Giác quan của mình rất hạn chế. Thầy lấy ví dụ, mắt của mình chắc chắn là thua mắt của con mèo, thua mắt của con chim cú. Mắt mèo, mắt cú nó nhìn được ban đêm, mắt mình chịu chết. Tai mình thì thua tai chó, thua tai rơi. Chó nó nghe rất là tinh, tiếng âm thanh rất nhỏ nó nghe được. Tai con rơi nó bay bằng cái tai chứ không phải nó bay bằng mắt đâu. Nó phát ra cái sóng giống như sóng radar, thế xong rồi cái sóng ấy nó đập lại cái lỗ tai của nó và nó định vị luôn được. Đấy, tai của nó nghe được những cái tần số rất là thấp, rất là nhỏ. Tai con rơi đấy. Thế tai mình có nghe thế đâu, đúng không? Tai mình chỉ nghe được ở những cái rung động sóng ở cái mức độ nhất định, bao nhiêu decibel thôi. Thế còn thì còn những cái mà vượt quá tầm đấy hay nhỏ hơn mình không nghe được. Những cái sóng ánh sáng mà nó quá cái tầm của mắt mình cũng không thấy được. Các cái tia nọ, tia kia mắt mình có thấy đâu. Thế thì làm sao mình có thể cứ tin vào năm cái giác quan của tôi được? Bảo cái gì mà mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tay tôi sờ thấy tôi mới tin. Thì cái đó thì không hẳn là đúng rồi. Có rất nhiều cái, phải không? Mắt thấy, tay sờ mà còn chưa chắc đã đúng. Đại chúng thấy không? Có nhiều cái mắt nhìn thấy, tay sờ rồi mà vẫn chưa đúng. Cho nên thế gian người ta mới nói là mắt thì nhìn gà hóa quốc đấy, phải không? Nhìn chữ tác này thành chữ tổ. Nó là như vậy. Nhìn cái dây này tưởng nó con rắn. Nên là mắt của mình đấy.
Các thầy ở trong rừng đi tối nhiều khi nhìn thấy cái dây nó hay là cái khúc cây á, cây thông nó rơi xuống nhìn xa xa tưởng nó con rắn đấy, mắt của mình đấy, thế làm sao mà tin được, làm sao tin được đâu. Đó, cho nên đấy, ngũ giác quan của con người chúng ta rất hạn chế, nó không phải là đã phản ánh đúng đắn trung thực thế giới này đâu. Và mà cứ nói là cái gì tôi thấy tôi mới tin, còn không thấy không tin. Ở đây thầy nói giống như 100 năm trước mà mình nói cái chuyện là có sóng vô tuyến, sóng điện thoại có ai tin đâu. 100 năm trước đây thôi, thầy chưa nói đâu xa, chỉ cần 100 năm trước thôi. Đầu thế kỷ 19 mà ta nói là ngồi ở Việt Nam mình có thể nói chuyện được với Mỹ, nhìn được thấy người bên Mỹ. Không ai tin, làm gì có chuyện ấy. Tôi ngồi ở đây tôi có thể xem bóng đá ở thế giới được, không ai tin. Cái hồi đấy đã làm gì có tivi đâu, không tin. Thế nhưng mà nó lại là sự thật, nó có. Những cái sóng điện đấy mình có nhìn thấy nó đâu, mình có sờ được nó đâu, nhưng nó lại vẫn tồn tại. Đó, thế cho nên những ai bảo không có thế giới quỷ thần, ma quỷ, người đó rất là thiền cận. Thầy nói là rất thiền cận luôn. Đến cái thời đại bây giờ mà còn suy nghĩ như vậy thì quá thiền cận. Đó. Cho nên, tại sao Đức Phật lại dạy cho Tăng Ni Phật tử chúng ta phải dùng đến tứ y? Tứ y tức là gì? Y Phật, y Pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, và cái cuối cùng gọi là y trí bất y thức. Nghĩa là chúng ta phải căn cứ vào trí chứ không chỉ căn cứ vào cái thức. Cái thức là cái nhận biết của năm giác quan của chúng ta đây này. Cái nhận biết phân biệt của năm giác quan này nó rất hạn hẹp, nó rất nông cạn và nhiều khi lại còn phản ánh sai sự thật nữa. Thưa đại chúng, rất là sai. Ở đây Thầy nói là ví dụ cũng là mùi của quả sầu riêng, phải không? Người miền Bắc ngửi thì sao nó thối thế? Người miền Nam lại sao nó thơm thế? Có đúng không đại chúng? Đấy, cũng là cái mùi thôi. Thế cũng người thì bảo thối, người thì bảo thơm. Thế thì có ai căn cứ vào cái lỗ mũi của mình được đâu? Bản thân Thầy, ngày xưa hồi Thầy mới đi tu ở miền Nam, Thầy ở chai đường dọn quả sầu riêng này, Thầy bịt mũi thì không thể chịu được. Mãi về sau lâu lắm rồi cứ ăn thử tí tí một về sau mới ăn được. Và bây giờ ăn lại thấy nó thơm. Cũng là một cái lỗ mũi của mình mà lúc thì thấy nó thối mà lúc lại thấy nó thơm. Thế thì hỏi mình có tin được nó không? Không tin được nó thế nào? Nó như vậy. Cũng cái lưỡi mình thôi. Lúc mình ốm thì ăn này cái gì nó đắng thế. Mà khỏe thì sao ăn nó ngọt, nó thơm thế. Không cái lưỡi này thôi. Đấy, cho nên chớ tin vào cái giác quan của mình. Phật mới gọi là chớ tin vào thức mà phải tin vào trí. Trí tức là cái mà phải suy lường, tư duy sâu sắc. Mà nếu cái trí ở đây gọi là chân trí, là phải tin vào bậc trí của các bậc thánh, nó mới là đúng. Nó gọi là chân hiện lượng, là thấy đúng sự thật. Chứ còn cái trí của phàm mình thì cũng chưa thấy đúng hết đâu. Chứ còn chúng ta căn cứ vào cái nhận thức, cảm giác của năm giác quan này thì sai lầm rất là nhiều, thưa đại chúng. Thế cho nên đừng nói là tôi không thấy, tôi không nhìn thấy ma, tôi không thấy quỷ, là không có ma quỷ. Thế thì mình cũng nên nói là tôi không nhìn thấy sóng điện từ, tôi không nhìn thấy sóng vô tuyến, thì làm gì có sóng vô tuyến, phải không? Đấy, cứ không nhìn thấy là không có. Đó, đấy, cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy là chúng ta tin được lời Đức Phật dạy, phải không? Đức Phật mới là bậc vô thượng trí tuệ. Cái thấy biết của Ngài nó đầy đủ, nó sâu xa và nó đến tất cả mọi. Cái cực vi nhất Ngài cũng thấy, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Đó. Chúng ta nghe tiếp văn kinh Đức Phật dạy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, tất cả mọi loại cây cối, dù là nhỏ như trục xe, cũng đều có quỷ thần nương tựa, không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, người nữ, khi mới bắt đầu sinh ra, đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nếu khi nào họ chết, thì quỷ thần giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của họ, nên người này sẽ chết ngay. Đấy, cái đoạn kinh này Đức Phật nói là đến nhỏ nhất như là cái cây bằng cái trục xe, có thể trục xe nó bằng ngón tay thôi, cũng có quỷ thần họ nương gá, không có chỗ nào là không có. Đấy, để đại chúng mới thấy cái chỗ này nhé. Cho nên chúng ta thực sự là sống trong thế giới quỷ thần đấy. Loài người là sống chung với thế giới quỷ thần.
Đấy, cái cây xung quanh chúng ta có quỷ thần nương gá. À, đấy, hòn đá cũng có quỷ thần nương gá, không phải không có. Rồi sao? Tất cả mọi người nam nữ khi mới sinh đều có quỷ thần theo ủng hộ. Nếu khi họ chết thì quỷ thần giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của họ, nên người này sẽ chết ngay. Nghe không? Đấy. Thế thì qua cái chỗ này, tại sao mà trong luật của Đức Phật dạy cho các thầy khi muốn chặt cái cây đều phải bạch trước, xin với cái vị thần cây đó, có khi hàng tuần, trong một tuần ấy mà không thấy có những cái gì nó bất thường nó xảy ra, hay không thấy những cái giấc mộng nó báo gì kỳ lạ thì mới có thể chặt được. Thế còn nếu có gì bất thường xảy ra hay thấy những cái điểm mộng dữ thì phải cẩn thận. Vì chặt cái cây đấy là chúng ta xâm phạm vào cái chỗ ở của quỷ thần. Xâm phạm vào chỗ ở quỷ thần, cho nên chúng ta có thể chúng ta sẽ bị họ phạt chúng ta. Đó. Cho nên ở ngoài đời người ta có câu là gì? Thứ nhất là phá sơn lâm, thứ nhì là đâm hà bá. Người nào chặt phá rừng cây thì cái quả báo rất là nặng. Chặt phá, đốt phá rừng một cách vô tội vạ, không có kế hoạch, không có chương trình gì. Chặt, đốt, phá một cách vô tội vạ, quả báo rất nặng, gọi là nhất là phá sơn lâm, nhị là đâm hà bá. Đâm hà bá là chém cá dưới sông đấy, thưa đại chúng. Rất là sợ, nó có những cái quả báo đấy, thưa đại chúng. Ở đây nhân đây thầy kể cho đại chúng nghe câu chuyện, có một gia đình cái chú Phật tử này, chú xây cái bệnh viện, mà tại bệnh viện đấy có một cây đa, mà cây đa đấy có rất nhiều vấn đề. Thế khi xây bệnh viện thì phải giải phóng mặt bằng, thì phải đánh cây đa đi. Nhưng mà cứ xử lý cây đa cho người vào chặt, cho máy vào đào vào cuốc là có vấn đề xảy ra. Đấy thưa đại chúng, không thể làm gì được. Thế thì cuối cùng cô chú thì mới mời người nhà mình xuống, người chùa mình xuống. Và xuống thì làm lễ. Lễ xong thì đại chúng hôm sau thì là máy móc vào làm được. Đó. Thế và cái cây đa đang chuyển đến chùa mình đây này, cúng lên chùa mình. Đây là câu chuyện rất là thật. Wow. Thế rồi còn có một cái cây đa ở một cái phường ở dưới Hạ Long này thế. Nhà chú này có cậu con trai học đại học, không về nhà, ngủ thôi. Ngủ thế là chưa làm sao nó chết, chết thẳng cẳng luôn mới khổ. Thế và khi mà người chùa mình xuống thì mới biết là cái cây đa của nhà chú ấy, ở ngay sân ấy, nó có một con quỷ ở đấy. Thì chú lại xây một cái miếu ở ngay dưới gốc cái cây đa, và cây đa nó chùm kín, gần như kín cái miếu, còn hở mỗi cái cửa miếu thôi. Thế thì đến lúc các Phật tử họ mới tổ chức tụng kinh ở cái miếu đấy. Thế thì đại chúng biết không, khi tụng kinh mà cái con quỷ ở cây đa nó nhiếp cho các Phật tử là không thể mở mắt ra được. Tụng kinh ban ngày đấy, không mở mắt ra nổi. Ai cũng thấy mắt nặng chịu hết xuống. Đại chúng thấy ghê không? Đến lúc mới mời thầy xuống, thầy xuống, thầy đứng vào gốc cây đa mà đại chúng biết nó nhiếp cả thầy luôn, làm cho tay chân thầy nó cứng lại luôn. Thế sau đó thì thầy phải khởi tâm, mình khởi giải tâm từ đến nó và nói là xuống đây là để độ chứ không phải để làm hại đâu, để cho ngươi được quy y Tam Bảo mà thoát khỏi những cái ác nghiệp. Ngươi gây ác nghiệp thì ngươi sẽ đọa. Khởi tâm như vậy, thầy tâm thầy khởi lên cái niệm thế và giải tâm từ đến nó. Thì thầy thấy là toàn thân thầy nó lỏng dần ra. Thì đại chúng mới biết là cái sức của quỷ nó rất là dữ, không phải chuyện thường. Cho nên nó có thể nó nhiếp, nó bắt người được, nói chuyện bình thường. Nghe không? Đó. Thế lại còn có chuyện, cũng nhà một cô Phật tử đấy. Cô mới đào cái đất để mà làm cái cảng ấy, cảng biển ấy, thưa đại chúng. Đó. Thầy không tiện nói tên. Thế mà khi mà cái máy xúc nó đào cái khu vực đất đấy thì lập tức ngay trong ngày hôm ấy xảy ra ba cái sự kiện. Thứ nhất ấy, là ngay trong công ty của Phật tử này là một cái cậu lái xe nó kẹp chết luôn một người trong công ty luôn. Đó. Thứ hai là một cậu công nhân thợ điện chập điện cháy luôn cái cánh tay. Và thứ ba là ở nhà của Phật tử này thì thằng cháu nó rơi luôn từ trên tầng 2 rơi xuống. Ba sự kiện xảy ra trong một ngày khi mà cái máy xúc nó đào vào cái đất này. Nó đào phải chỗ ở của quỷ thân. Sau thì chùa mới biết là đấy là đào vào chỗ ở của đúng ba con quỷ luôn.
cho nên là nó hành, nó phạt. Đấy, đại chúng thấy rất là sợ. Thế chúng ta cũng thấy đấy, rất nhiều đi những cái con đường mà mở đấy, nhà nước mở đấy, có nhiều chỗ có những cây đa, những cây đè ở giữa đường không dám chuyển nó đi. Chẳng nói đâu sang ngay ở dưới chỗ bến phà của Hạ Long đấy, phải không? Có cây đa rất to vẫn cứ nằm đấy. Có thể là ý bảo tồn nhưng thực sự cũng không ai dám vào phá nó. Thôi dọc mấy con đường ở trên Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũng thế. Có rất nhiều những cái cây nó ở giữa đường luôn, không ai dám chặt nó, đụng vào nó là có chuyện luôn. Đấy, thế thì chúng ta biết quả thật là có quỷ thần ở đó. À, cái cây nhỏ, Phật nói bằng cây nhỏ, một cái trục xe này cũng có quỷ thần nó ở. Thế sao chúng ta lại bảo là không có quỷ thần được? Thế là chúng ta phải hết sức dè dặt, nghe không? Rồi đây Đức Phật dạy, làm sao? Tất cả mọi người nam, người nữ khi mới bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nếu khi họ nào họ chết thì quỷ thần thu nhiếp tinh khí của họ nên người này sẽ chết ngay. Vậy qua cái chỗ này thì chúng ta biết khi chúng ta sinh ra thì có quỷ thần họ hộ vệ chúng ta. Tất nhiên chúng ta biết có quỷ thần hộ vệ, tức là những vị thiện thần, thì cũng sẽ có những ác quỷ nó chờ trực ở bên đấy. Chứ không phải, đại chúng biết rồi, có người bảo vệ thì thể nào cũng có người xâm phạm. Nếu không có người xâm phạm thì không ai bảo vệ làm gì, đúng không? Đấy. Cho nên có thiện thần hộ vệ thì mình biết là có ác quỷ nó đang chầu trực ở bên. Hễ rời thiện thần cái là ác quỷ xông vào ngay, xông vào ngay. Thế nhưng mà ở đây Đức Phật nói khi chúng ta sinh ra làm người thì có các vị thiện thần họ hộ vệ. Và khi mà chúng ta sắp chết ấy, thì các cái vị thần này họ thu nhiếp tinh khí của chúng ta là chúng ta liền chết, chúng ta liền rời bỏ thân xác luôn. Đấy, thì để chúng ta hiểu thêm về cái quy trình khi chúng ta chết là có những vị thần họ thu nhiếp tinh khí của mình. Cái tinh khí nó là cái gì thưa đại chúng? Tinh khí nó là một cái năng lượng đặc biệt, vô hình. Nó là cái phụ trợ chính cho sự sống của chúng ta. Không có nó là chúng ta không có sự sống này. Nghe không? Nó là cái truyền dẫn, là cái mà đem sự sống vào cho cái thân xác này. Thân xác này mà không có tinh khí, không có sinh khí thì coi như là một cái thân xác chết thôi. Đó. Đấy. Thì ở đây á, Đức Phật nói là cái quỷ thần, thiện thần này này, họ sẽ thu nhiếp tinh khí khi chúng ta chết để chúng ta mới thật sự là chết hẳn, dứt bỏ thân xác. Và khi chúng ta dứt bỏ thân xác thì thần hồn của mình sẽ theo nghiệp mà đi ngay. Theo nghiệp mà đi. Đấy, cụ Tổ Quy Sơn cụ dạy này: học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trụy. Học xuyên tước phi tức là gì? Giống như cái tấm lụa nó bịt một cái bình ấy, có một con chim nó bị nhốt ở trong một cái bình, rồi có cái tấm lụa bịt cái lắp cái miệng bình lại. Đấy, thế bây giờ cái tấm lụa nó thủng thì con chim nó mới qua lỗ thủng nó bay ra, gọi là học xuyên tước phi, tức là lụa thủng là chim bay. Thức tâm tùy nghiệp là cái thần thức của chúng ta liền theo nghiệp của mình mà ra đi. Và như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trụy. Giống như người mắc nợ đấy, chúng ta là người mắc nợ thì nợ ai nhiều, người nào mạnh thì người ta đến sẽ đòi trước. Đấy, chúng ta mắc nợ 5-7 món nợ, trong 5-7 món nợ này ai người ta mạnh tay, người ta đến ta đòi trước, mình phải trả trước. Đấy gọi là như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trụy. Tâm mình nó nhiều mối rằng co, chỗ nào nặng thì mình sẽ xa vào chỗ đó trước. Đấy, trọng sứ thiên trụy là chỗ nào nặng, nghiệp nào nhiều, nào nặng thì sẽ đi theo nghiệp đó trước. Đấy, chúng ta bỏ thân này một cái lập tức thần hồn đi theo nghiệp ngay. Mà Thầy khẳng định rõ ràng là thần hồn thoát thân thật sự. Đấy, một lần nữa Thầy khẳng định với đại chúng, vì chính bản thân Thầy đã thoát xác, Thầy biết. Cái này Thầy khẳng định là như vậy, rõ ràng có sự thoát xác. Và khi cái thần thức mình thoát ra, mình vẫn nhìn thấy mọi cảnh vật, thấy cả cái thân xác của mình luôn. Thì làm sao lại bảo là không có thần thức, không có thân trung ấm cơ chứ? Có, cái này Thầy khẳng định là có. Cho nên ấy, giáo lý phát triển nói là chết, bỏ thân, chúng ta có thân trung ấm. Trừ những trường hợp đặc biệt là đọa ngay vào địa ngục, hay là tái sinh cõi trời thì không mang thân trung ấm, còn lại đều có thân trung ấm hết trong 49 ngày. Đó, cái này Thầy khẳng định là có. Chính mình trải qua, mình biết cái chuyện này. Đó.
Thế thì ở đây chúng ta bỏ thân một cái là chúng ta theo nghiệp đi ngay. Thế và nói cái tinh khí ở đây mà quỷ thần họ thu nhấp tinh khí, tức là họ thu nhấp cái năng lực sống của chúng ta. Họ lấy mất đi thì là chúng ta liền bỏ thân này ngay. Đấy. Thế cái tinh khí này thì cái y học của phương Đông mình họ nghiên cứu nhiều về cái khí này. Và họ nói con người ta khi sinh ra thì có khí tiên thiên, rồi khí hậu thiên. Khí tiên thiên là khí trước đó và gọi là của trời đất cho chúng ta. Khí hậu thiên ấy, là cái khí sau này do chúng ta ăn uống và mà chúng ta nạp vào. Đấy gọi là khí hậu thiên. Thế và nó còn có cái khí của thiên nhiên này nữa, trời đất này có cái khí nữa. Và chúng ta hấp thu tất cả những cái đấy. Nó tạo nên cái năng lượng sống cho chúng ta. Thế mà khi mà cái tinh khí này nó mất đi là chúng ta chết. Hay người ở đời mà gọi là người mà không có sinh khí đấy, đại chúng đấy. Người không có sinh khí thì chán lắm. Một anh làm việc mà bảo chẳng có sinh khí gì, nó làm việc éo ợt, không có sinh khí gì. Nó sống nó gọi là nhợt nhạt, không có sinh khí. Đấy, thì cái chữ sinh khí là cái nói lên cái năng lực sống. Thế thì ở đây, khi chúng ta mà sắp sửa nhắm mắt lìa đời, thì quỷ thần này họ sẽ thâu nhiếp cái tinh khí của chúng ta. Và ngay khi đó là chúng ta rời bỏ mạng sống và thần thức mình sẽ theo nghiệp mà ra đi. Thế để chúng ta hiểu là khi chúng ta sinh ra, khi chúng ta chết đi đều có quỷ thần theo hết ấy. Không phải là không có nha. Văn kinh: Đức Phật bảo các tỳ kheo, giả như có phạm trí ngoài đạo hỏi rằng: Này chư hiền, nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn ủng hộ, khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí của họ thì người này liền chết. Nhưng tại sao người hiện nay lại có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không bị quỷ thần quấy nhiễu? Đó, Đức Phật nói nếu có người ngoại đạo nó hỏi các thầy tỳ kheo là các thầy nói rằng á, con người ta khi sinh ra có quỷ thần hộ vệ này, khi chết đi thì có quỷ thần thu nhiếp tinh khí này. Thì tôi tưởng là có quỷ thần hộ vệ rồi thì chắc là an lành chứ, tại sao lại có người bị ma quỷ quấy nhiễu mà có người lại không bị ma quỷ quấy nhiễu là làm sao? Đại chúng hiểu chỗ này không? Đó, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng cần bàn bạc, phải không? Cái hiện tượng người bị ma quỷ quấy nhiễu và có người này cả đời không bao giờ bị ma quỷ quấy nhiễu ám nhập gì cả là các cái vấn đề. Các cái tôn giáo lớn khác ấy, thưa đại chúng, ngoài Phật giáo chúng ta ra, như Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, có thể nói là tôn giáo nào cũng có cái gọi là cái pháp môn để trừ ma, trừ tà, đuổi quỷ. Đó. Thế thì cái điều này khẳng định rằng là ma quỷ á, nó đã gắn với đời sống con người từ ngàn xưa rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới có. Và chứ ngàn xưa đã có chuyện ma quỷ. Đấy. Thế nhưng mà có nhiều người thì họ không tin là có ma, có quỷ như vậy. Nhưng chỉ đến khi nào chính bản thân họ bị ma quỷ nó nhập hay con cháu họ, thân quyến họ bị thì lúc ấy họ mới tin. Và ngay tại chùa mình Thầy cũng đã phải chứng kiến những cái chuyện đấy rồi. Và có những vị trước đây là đà phá cái chuyện ma quỷ tâm linh lắm, đà phá. Nhưng sau đó thì chính con cháu vị bị, vị đi hết các cửa rồi, chữa hết các bệnh viện rồi không khỏi. Cuối cùng thì đành phải đưa lên chùa. Lên chùa, chùa mình làm lễ xong thì khỏi. Lúc ấy các vị mới tin và mới sám hối. Đấy, thưa đại chúng. Còn lúc trước đó là mạnh miệng lắm, làm gì có ma có quỷ, mà làm gì chỉ là gọi là nói dọa người thôi, gọi là huyễn hoặc thôi. Đó, đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên ở đây Thầy nói là họ bị lầm. Họ lầm cái gì họ cũng bảo là mê tín hết. Cứ cái gì không nhìn thấy thì bảo là mê tín là thế nào? Thế cái tâm hồn mình đây mình có nhìn thấy đâu mà nó vẫn có. Mình không có tâm hồn làm sao mình nói, mình cười, mình buồn, mình vui được, đúng không? Không có ai nhìn thấy tâm của nhau đâu. Thế cho nên ở đời người ta nói là biết người, biết mặt, ai dễ biết lòng. Không thể biết được cái lòng, lòng là cái tâm đấy, là cái tâm linh của chúng ta đấy. Nên ngay sống với nhau thế này còn không biết được tâm linh của nhau. Nhưng mà rõ ràng là nó có. Không có tâm linh thì mình là cái xác chết thôi, là cái xác vô hồn thôi. Chính cái tâm linh nó mới làm cái xác mình nó sống động như thế này. Thế mà lại bảo là không có tâm linh, phải không? Thế cho nên họ là lầm lẫn. Ở đây Thầy nói những người như vậy là lầm lẫn. Họ lầm giữa tâm linh và mê tín. Đây là hai phạm trù khác nhau. Tâm linh là cái rất cần chúng ta phải tìm hiểu, phải khám phá, phải nhận thức được nó.
vì nó là một thực tại khách quan. Thế còn mê tín ấy, là gì? Mê tín là cái mà tin sai, hiểu lầm, tin lầm. Cách mê tín thì chúng ta phải bài bác. Phật giáo chúng ta cũng bài bác cái mê tín, bài trừ mê tín. Đức Phật là người không mê tín chút nào, và đệ tử Phật, Phật cấm không mê tín. Đấy, cho nên trong các cái giới có cái giới cấm thủ, nó thuộc về mê tín đấy, thưa đại chúng. Là Đức Phật cấm, phải trừ bỏ cái giới cấm thủ này. Mê tín nó cũng nằm trong cái giới cấm thủ, tin sai, tin lầm. Đấy, Đức Phật bài trừ. Chứ không phải đạo Phật là không bài trừ mê tín đâu, đạo Phật là cực kỳ bài trừ mê tín. Nhưng tâm linh thì lại phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, phải thực hành nó để hiểu biết nó là cái gì. Cho nên đừng có lầm lẫn, nhầm lẫn giữa tâm linh và mê tín. Tâm linh là chuyện của tâm linh, rất cần phải nghiên cứu. Và cái thời đại bây giờ này, càng cần phải nghiên cứu tâm linh cho kỹ. Vì chúng ta đã đánh mất cái tâm này quá rồi, đi xa nó quá rồi. Và chính vì xa nó quá cho nên gây biết bao nhiêu cái thảm họa cho nhau. Đó, đấy. Nhá. Đấy thì ở chỗ này, ông ngoại đạo mà ông hỏi tại sao lại có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không bị quỷ thần quấy nhiễu. Đó, thế thì Đức Phật dạy tỳ kheo thế nào? Đức Phật mới nói rằng, nếu có người nào hỏi các tỳ kheo câu này, thì các thầy nên trả lời cho họ rằng, người thế gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra 10 nghiệp ác. Những người như thế thì trong 100 hay 1000 người mới có 1 vị thần theo bảo hộ mà thôi. Giống như đàn bò, đàn dê trong 100.000 con cũng chỉ có 1 người chăn giữ, thì việc này cũng như vậy. Vì hành động phi pháp, tà kiến điên đảo tạo ra 10 nghiệp ác, nên những người như vậy trong 100 hay 1000 người mới có 1 vị thần bảo hộ mà thôi. Thế đây là một cái sự thật, phải không? Chúng ta thấy đấy, phải không? Những người đi chăn cừu, chăn dê, chăn vịt ấy, chăn ngan, chăn gấu, đại chúng thấy không? 100 con, 1000 con cũng chỉ có 1 người chăn thôi. Phải không? Đấy là sự thật. Chứ đâu cần phải nhiều người đâu. Có khi cả đàn cừu hàng 1000 con chỉ có 1 người chăn cừu thôi. Đó. Thế thì ở đây, Đức Phật nói rằng những người sống ở đời mà làm 10 việc ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, ác khẩu, tham lam, ích kỷ, sân giận, oán thù, si mê, tà kiến, 10 ác nghiệp này hành cho đủ, thì người này ấy, tái sinh ra hay ngay trong đời này thôi, rất là ít. Gọi là được vị thần họ chỉ ngó tới một tí ti thôi. 1000 cái người ác như thế này mới chỉ có được 1 vị thần trông nom bảo hộ thôi. Thì đại chúng biết rồi, 1 vị thần trông nom bảo hộ thì làm sao mà đảm bảo an toàn cho mình hết được. Giống như một người trông cái đàn cừu 1000 con ấy, bây giờ mà có chó sói với lại hổ nó đến nó vồ thì làm sao mà đuổi được cho kịp cả 1000 con cừu như này, phải không? Đó, thế cũng vậy. Những cái người ác như thế này thì rất ít các thiện thần bảo hộ trông nom. Hàng ngàn người ác như thế này may ra mới được 1 vị thần họ trông nom, thì họ cũng không để quán xuyến hết được đâu. Cho nên lâu lâu ác quỷ nó đến, nó xơi tái chúng ta, nó nhảy vào, nó xơi chúng ta, nó hành chúng ta, nó lôi chúng ta đi như là con chó sói hay là như con hổ, nó nhảy vào đàn cừu, nó lôi bắt một con cừu đi. Thì có 1 người trông khó thể có thể mà có thể ngăn được nó, là như vậy đấy. Đó. Cũng vậy, đại chúng thấy có ai mà thấy người ác ở trên đời mà còn được bảo vệ không? Có ai thấy công an với bộ đội đi bảo vệ cho mấy ai thằng ăn trộm ăn cắp không? Đại chúng có thấy không? Làm gì có, đúng không? Không có. Có chăng là gì? Các anh bảo vệ là khi mà xích được nó rồi ấy, hay cho vào trong nhà giam ấy, phải canh bảo vệ cho nó khỏi chạy mất thôi. Chứ không phải bảo vệ an ninh, an toàn tính mạng cho nó, mà bảo vệ để cho nó không làm ác nữa. Chứ không phải là đi bảo vệ cái an toàn cho nó nữa. Mà đây vì nó làm ác cho nên bắt giữ, cho nên phải giữ để cho nó không chạy mất thôi. Chứ không phải là bảo vệ. Đại chúng theo nào? Ở đời không bao giờ có cái chuyện đấy. Đấy. Thế thì ở đây Đức Phật nói thế. Cho nên trong 100.000 người mà ác như vậy, chỉ có 1 vị thần bảo hộ mà thôi. Thì như vậy là chúng ta biết cái năng lực bảo hộ sẽ rất là ít, chia đến cho mình rất là ít. 1000 vạn người thế này thì Ngài coi sóc làm sao cho hết được, rồi nó cũng sẽ sơ suất chứ. Đó, đại chúng thế nhé. Tiếp theo Đức Phật dạy, nếu có người nào tu hành pháp thiện, chính kiến, chính tín, chính hạnh,
đầy đủ 10 thiện nghiệp. Chỉ một người như vậy thì cũng có cả trăm, cả ngàn các vị thần bảo hộ rồi. Đấy, giống như quốc vương, đại thần của quốc vương có trăm ngàn người hộ vệ một người. Thì việc này cũng như vậy, người tu hành pháp thiện đầy đủ 10 nghiệp thiện như một người có trăm nghìn thần hộ vệ. Vì nhân duyên này cho nên người ở thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu. Đấy, và đây chính là cái bài tên cái bài pháp thoại hôm nay Thầy chia sẻ đại chúng là người bị quỷ thần quấy nhiễu. Đấy, Đức Phật đã lý giải cho chúng ta. Nếu người nào mà hành thiện pháp, có chính kiến, chính tín, chính hạnh, lại đầy đủ 10 thiện pháp, 10 nghiệp thiện, thì chỉ cần một người như vậy thôi, có cả trăm, cả ngàn vị thần họ hộ vệ, họ bảo hộ cho rồi. Đó, giống như những vị quốc vương, ngày xưa gọi là quốc vương, bây giờ gọi là tổng thống, thủ tướng đấy. Đại chúng thấy không? Tổng thống, thủ tướng đi đến đâu thì xe lớn, xe bé, vệ sĩ trước, vệ sĩ sau, gọi là vệ sĩ vòng 1, vòng 2, vòng 3, đúng không? Bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, kiểm tra chỗ đi, chỗ đến trước hết cả rồi. Phải không? Rồi lại còn chọn lọc nữa, người nào tốt mới cho đến gần, người mà không tốt thì cho ra xa. Đấy, đại chúng thấy không? Đây là chuyện thật mà. Ở đây mình cũng thấy. Đó, cũng thấy thế. Cho nên thì Đức Phật dạy, cái người nào mà hành đầy đủ thiện pháp thì trăm ngàn vị thần nó ủng hộ. Đó, chứ không phải là ít. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy làm sao? Tại sao mà Thầy vẫn hay nói là khi các Phật tử quy Tam Bảo thọ trì năm giới, cứ thọ một giới là sẽ có năm vị thần hộ giới họ hộ trì. Thọ đủ năm giới có 25 vị thần họ hộ trì cho mình. Nó tăng lên những cái giá trị đến như vậy cơ mà, không phải không? Thế cho nên người mà chân thật tu tập ấy, thì có rất nhiều vị thần hộ trì. Vậy nên kẻ nào mà ác với người chân tu, chân tu ở đây Thầy nói không phải chỉ là chư tăng, kể cả Phật tử mà chân tu, thì người nào ác với người chân thật tu tập, người đấy bị quả báo rất là nặng. Quả báo ở đây tức là bị các quỷ thần họ quả phạt, thưa đại chúng. Đấy. Thế trong Kinh Đức Phật mới dạy sao? Kẻ ác mà hại người hiền giống như ngửa mặt lên trời mà nhổ. Nước bọt không làm bẩn được trời lại rơi vào chính cái mặt của cái người nhổ đấy. Phải không? Cho nên chúng ta không có sợ gì cả. Ở đây Thầy nói là chúng ta không có sợ cái gì ở trên đời, mà chúng ta chỉ sợ nhất là mình làm ác thôi. Sợ nhất mình là người ác và mình làm ác là cái đáng sợ nhất. Chứ còn chúng ta không có sợ cái gì hết, không ai làm gì hại được chúng ta. Trừ mình là người ác là một, và trừ thứ hai là nghiệp ác của mình thôi. Nó đã trổ, nó đến kỳ nó trổ. Đấy. Thế nên thưa đại chúng, cái đáng sợ nhất chính là nghiệp ác của chúng ta. Đó. Còn chúng ta mà hành thiện nghiệp thì chắc chắn chư thiên thiện thần người ta phải hộ trì cho chúng ta. Đấy là một lẽ rất tự nhiên mà đúng như lời Đức Phật dạy. Đúng như lời Đức Phật dạy. Nào. Và đại chúng thấy rồi, Thầy nhắc lại cái câu chuyện về Thành Vesali bị đại dịch đấy. Vào. Thì Đức Phật nói rồi, tại sao mà Thành Vesali bị đại dịch như vậy? Bị cái dịch mà chết vô số người đấy. Ừ. Thì Đức Phật nói là đây là do các vị vua quan hành ác nghiệp, hành bất thiện pháp, cho nên ấy, thiện thần, chư thiên thiện thần người ta bỏ đi. Người ta bỏ đi thì ác quỷ, ác thần nó mới đến. Nó đến nó mới gieo rắc các cái mầm bệnh, mầm dịch cho mình. Cho nên nó mới sinh ra những cái khổ đau như vậy. Đại chúng ơi, cho nên khi mà Đức Phật và Tăng đoàn 500 vị tỳ kheo đến giải cứu Thành Vesali xong, Đức Phật nán lại ở đó một thời gian và Ngài thuyết rất nhiều bài pháp có liên quan đến quỷ thần, đến chư thiên. Ngài dạy cho chúng ta là phải sống làm sao để cho chư thiên quỷ thần người ta cũng hoan hỷ với mình. Đại chúng hiểu không? Nếu người sống mà để cho trời đất quỷ thần người ta hoan hỷ với mình, chư thiên quỷ thần, thì nó sẽ rất là tốt lành. Mưa thuận gió hòa, và thời tiết nó an hòa lắm, nó thanh tịnh. Đó, thì chúng ta phải sống như thế nào, phải ứng xử với thế giới quỷ thần như thế nào. Đấy, trong bài kinh về dịch bệnh của Thành Vesali, Đức Phật có nói rõ cái chỗ này. À, Ngài dạy chứ, nhiều ngày ngày ở đó Ngài dạy về cái chuyện này. Con người phải ăn ở thế nào, tu nhân tích đức thế nào, và ứng xử với quỷ thần, với thế giới chư thiên quỷ thần thế nào. À, cho nên tăng ni Phật tử chùa chúng ta
Trong thời gian vừa rồi, Thầy cũng rất là tán thán trong các cái khóa lễ, khóa tu, chúng ta thường hồi hướng công đức tu tập, công đức cúng dường cho cả chư thiên, cho cả chư thần. Họ được hưởng phước đấy, chứ không phải không hưởng phước. Và chắc chắn như vậy thì họ sẽ có cái hộ trì cho chúng ta, những cái tốt lành. Không thể nào không được, cái gì nó cũng có nhân có quả. Nhất là chư thiên, chư thần họ rất là người sống có nghĩa, chứ không phải không nghĩa. Những vị thiện thần họ sống có nghĩa lắm, họ mới được làm thiện thần. Thế còn chỉ trừ khi là ác nghiệp của chúng ta thôi. Khi chúng ta ác nghiệp nó đến, ác nghiệp của đời trước nó đến đầy giờ nó chín mùi, thì chúng ta phải chịu, phải không? Phải chịu. Đó. Thì nhân chỗ này thì kể lại câu chuyện trong Kinh Từ Bi Thủy Sám á, về Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, đại chúng biết rồi đó. Ngộ Đạt Quốc Sư á, trong 10 kiếp trước là một vị quan, nhưng mà vì là một vị quan có tên là Viên Áng. Vị quan Viên Áng này xử oan cho một người dân tên là Tiểu Thố chết oan. Từ đó mà Tiểu Thố, vong hồn của Tiểu Thố đi theo Viên Áng để báo thù, đòi mạng. Thế nhưng mà hết cái kiếp đó thì ông quan Viên Áng sang kiếp sau đầu thai làm người, ông lại đi tu. Nghe không? Ông xuất gia đi tu. Và liên tục như vậy, 8-9 kiếp sau ông đều xuất gia đi tu. Do ông đi tu, ông giữ giới, ông hành thiện, cho nên có các vị thiện thần họ bảo hộ. Vong hồn của Tiểu Thố không thể nào mà đột nhập vào để mà báo thù được. Không thể vào báo thù được. Đến cái kiếp thứ 10 này, Viên Áng cũng vẫn là người đi tu. Nghe không? Là người đi tu. Và Tiểu Thố cũng, vong hồn Tiểu Thố cũng không báo thù được. Thế nhưng khi Viên Áng sang cái kiếp thứ 10 này, được làm quốc sư và có cái pháp hiệu là Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt tức là giác ngộ và thành đạt, đạt được. Và Đức Vua thì rất là quý Ngộ Đạt Quốc Sư, mới tạc, mới đẽo, mới gọi là cho làm một cái tòa, cái ghế ngồi này bằng trầm hương mà có khảm ngọc, khảm vàng, rất quý, để mà tặng cho Ngộ Đạt Quốc Sư. Và Đức Vua tổ chức một cái lễ ban tặng cái ghế này rất là trọng thể, có đủ bá quan văn võ trong triều, có cả các sư tăng ở trong triều đình, ở trong cung thành ấy, cùng đến dự hết. Mà Ngộ Đạt là rất trẻ, là một quốc sư rất trẻ. Thì lúc này Ngộ Đạt mới khởi cái tâm cũng kiêu hãnh, thưa đại chúng. Giỏi nhưng thực sự cái tu nó có thể chưa đến nơi, chỉ là khởi một cái niệm kiêu hãnh thôi. Mình trẻ, mình thế này mà mình được vua trọng đãi thế này, vua kính trọng thế này, phải không? Được mọi người thế này. Khởi cái niệm kiêu hãnh. Cái niệm kiêu hãnh là niệm bất thiện, thưa đại chúng. Và ngay khi khởi cái niệm như vậy, nó làm tổn cái đức đi, cho nên các vị thiện thần họ liền rời bỏ Ngộ Đạt ngay trong lúc ấy. Và chính khi rời bỏ Ngộ Đạt thì vong hồn của Tiểu Thố liền đột nhập được vào và nhập ngay vào thân của Ngộ Đạt, biến ngay thành cái mụn ghẻ ở đầu gối, có hình mặt người. Cái mụn đấy có mày, có mắt, có mũi, có miệng, và miệng nói ra thành tiếng được luôn. Mới nói rằng ta đến bây giờ mới báo thù được ngươi đây. Ta đi theo ngươi 9 kiếp 10 đời rồi. Hôm nay mới có cơ hội để trả thù đây. Và cái mụn ấy nó làm cho Ngộ Đạt ngay khi ngồi trên ghế đau đớn quá mà ngã, vật xuống bất tỉnh. Đó, thưa đại chúng. Và khi mọi người đưa vào để mà cấp cứu thì Ngộ Đạt là bất tỉnh luôn. Sau đó trong cơn mơ thì Ngộ Đạt mới được một vị Bồ Tát báo cho rằng hãy đi đến cái khu rừng này, đến cái con suối này, lấy cái nước đó mang về rửa thì mới có thể giải hết được cái oán thù này, mới giải được cái mụn ghẻ mặt người này. Và sau đó mọi người cho khênh Ngộ Đạt đến cái dòng suối đó và lấy nước đó múc lên rửa thì cái mụn ghẻ đấy nó biến mất. Đấy, và sau đó Ngộ Đạt về trước tác ra cái bài kinh Từ Bi Thủy Sám để cho chúng ta tụng bây giờ đấy, thưa đại chúng. Đó, nhờ. Thế thì ở đây Thầy nói là sao? Ngộ Đạt là người tu thiện, có giữ giới. Trong những cái giờ phút mà chân chính tu tập thì có chư thiên thiện thần người ta hộ trì. Cho nên ấy, oan gia trái chủ, oan hồn không làm gì được. Nhưng khi mà khởi một cái niệm bất thiện thì đấy, vong hồn liền nhập vào. Tại chúng thấy không? Báo oán luôn tức khắc. Đấy, nó rời, khi thiện thần nó rời bỏ mình cái là ác ma nó nhập vào. Đấy, ác ma nhập vào luôn, Tiểu Thố đấy. Và đại chúng lại thắc mắc tại sao Tiểu Thố là người bị giết oan lại cứ làm vong hồn. Chính vì giết oan cho nên Tiểu Thố oán hận
Tại chúng hiểu cái tâm oán hận đấy khiến cho tiểu thố không được tái sinh làm người đấy. Ôm cái nằm oán hận ấy, thưa đại chúng, đừng nghĩ oán hận là hay đâu. Mặc dù mình bị chết oan, nhưng cái tâm oán hận như vậy nó khiến cho không thể tái sinh làm người được. Cho nên những người trước khi chết mà oán hận, căm thù ai thì chết đều là đọa hết đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện thường đâu. Đó, thế cho nên ở đây để chúng ta mới thấy nha. Thế rồi, trong nhà thiền cũng có câu chuyện. Có hai chú tiểu hôm ngồi nói chuyện với nhau, cũng đi dạo chơi rồi mới ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đầu thì hai chú nói những câu chuyện rất đạo lý. Thì thấy có các vị thiện thần đến người ta nghe. Thế nói chuyện đạo lý một lúc chán rồi, hai chú bắt đầu nói chuyện đời, chuyện thế tục, chuyện ăn, chuyện chơi. Thì thấy hai vị thiện thần này họ nổi giận, họ bỏ đi, họ quở trách và họ đi. Thế thì tại sao mà lại biết như vậy? Vì ông sư phụ là ông hòa thượng, ông đắc thiền nhãn, ông biết. Lát nữa ông mới gọi hai chú vào, ông bảo thế lấy hai con nói chuyện gì kể cho ta nghe. Thế thì hai chú mới kể là chúng con nói chuyện đạo lý thôi. À, thì bảo không hẳn, nói chuyện đạo lý xong rồi nói chuyện bậy. Thế các chú lúc ấy các chú mới sám hối. Hòa thượng bảo vì ta thấy có hai vị thiện thần họ đến, lúc đầu các con nói chuyện đạo lý họ đến họ nghe, nhưng sau các con nói chuyện bậy bạ, chuyện thế tục, họ giận và họ bỏ đi đấy. Nếu mà thực không phải hai chú là người tu thì có thể hai chú đã bị đánh rồi đấy, nếu không đâu. Đấy, thì thưa đại chúng nha. Thế thì như vậy ấy, để ở đây chúng ta thấy cái gì? Thế giới quỷ thần họ ở ngay bên chúng ta. Và nếu chúng ta hành thiện thật sự thì chúng ta sẽ được các vị thiện thần họ hộ vệ chúng ta. Như trong Kinh Đức Phật nói, hàng trăm ngàn vị thần hộ trì cho một cái người thiện lương, tu hành được thập thiện, có chính tín, chính hạnh, chính kiến. Nó lợi ích đến như vậy cơ mà. Thì những người như thế làm sao mà có thể bị ma hành quỷ nhập được, phải không? Những người mà chân thật như vậy không có ma nào, quỷ nào nhập được. Chỉ trừ khi họ trả cái ác nghiệp cũ như Ngộ Đạt Quốc Sư, hoặc là khi họ khởi cái tâm bất thiện lên thôi. Thì lúc ấy ác ma, ác quỷ mới có thể vào để mà hành họ, quấy nhiễu họ, báo thù họ được thôi. Đấy là sự thật. Đó, thì bài kinh hôm nay ấy, dừng ở chỗ này. Thầy muốn chia sẻ đại chúng để mong thứ nhất ấy, là đại chúng hiểu hơn về cái thế giới quỷ thần để chúng ta chân kính họ. Nghe không? Ta không xem thường, ta không gọi là nghĩ rằng họ không có. Đó. Cái người mà quan niệm không có thế giới ma quỷ, quỷ thần nó rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Còn chúng ta biết ấy, là có thế giới quỷ thần. Phải không? Đó. Tuy rằng ông Khổng Tử ông chưa chứng đạo như các bậc thánh, nhưng ông cũng biết có thế giới quỷ thần. Và ông bảo là quỷ thần nếu mình chưa hiểu về họ thì thôi gọi là kính nhi viễn chi. Kính họ nhưng mà xa họ ra, mình không biết họ thế nào đâu. Đấy. Đó. Đấy. Chứ không phải là ông không biết là có quỷ thần, ông biết có quỷ thần. Đó. Thế cho nên đừng có phủ nhận thế giới quỷ thần, thế giới của tâm linh ta đừng phủ nhận. Đây là cái điều thứ nhất. Thứ hai là thầy mong đại chúng biết được rồi có quỷ thần. Vậy nếu ta sống thiện, ta trở thành người tốt, ta rèn luyện đạo đức, và ta tu tập giới đức cho đầy đủ, và ta phát những cái nguyện thiện lành tu tập, thì chắc chắn chúng ta sẽ được rất nhiều quỷ thần, thiện thần hộ trì cho chúng ta. Họ hộ trì chúng ta thì chắc chắn nó sẽ được an lành. Và nếu ai ai cũng biết tu thiện thế này thì cả thế giới này được an lành. Đó là lẽ thật thôi. Và mà thiện thần đã đến hộ trì thì làm gì còn ác quỷ. Ác quỷ không có thì làm gì còn những cái dịch bệnh. Cái bài kinh hôm nay là ý Thầy cũng mong muốn tăng ni Phật tử chúng ta tinh tiến tu tập, rồi chúng ta truyền tải Phật Pháp rộng khắp để cho ai ai cũng hướng thiện tu hành. Khi hướng thiện tu hành như vậy, chúng ta vừa chuyển được ác nghiệp của mình và chúng ta chiêu cảm được các thiện thần người ta đến. Thiện thần đến rồi thì ác quỷ lánh xa. Ác quỷ lánh xa thì dịch bệnh mới có cơ hội để tiêu trừ.